Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị các bạn cùng cập nhật những tin chính sau. Bắt bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID vì hành vi trốn thuế. Xôn xao quán ăn chặt chém, dọa tạt canh vào du khách ở Nha Trang. Thành phố Hồ Chí Minh đình chỉ 2 cơ sở mầm non giữ trẻ sớm hơn quy định. Cảnh báo cướp giật, trộm cắp lộng hành trong ngày vía thần tài. Ngay sau đây mời quý vị cùng bắt đầu bản tin với phần nội dung chi tiết. Bắt bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID vì hành vi trốn thuế. Ngày 10 tháng 2, Công an Hà Nội cho biết cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Khanh, 46 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, hành vi trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ Luật Hình sự. Theo Công an, thời điểm bị bắt, bà Khanh là Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ hành vi phạm tội của bà để xử lý theo quy định. Theo tìm hiểu, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID được thành lập vào năm 2011. Đây là một tổ chức khoa học và công nghệ. Trung tâm này chuyên nghiên cứu, cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng và tích cực tham gia tư vấn góp ý về các lĩnh vực quy hoạch năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, giảm sử dụng năng lượng hóa thạch và cung cấp nước sạch. Xôn xao quán ăn chặt chém, dọa tạt canh vào du khách ở Nha Trang. Ngày 10 tháng 2, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa cho biết, sau khi nhận được thông tin lan truyền trên mạng, một quán ăn trên địa bàn có hành vi chặt chém đã giao cho đơn vị quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân xã Ninh X phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Nếu như sự việc đúng phản ánh, thị xã Ninh Hòa có hướng xử lý nghiêm để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Khánh Hòa. Trước đó, trên các diễn đàn Facebook, tài khoản HG đăng tải nội dung anh cùng gia đình chạy ô tô từ Huế và Nha Trang, Khánh Hòa du lịch ngày 6 tháng 2. Khi chuẩn bị vào thành phố thì gia đình ghé vào một nhà hàng nằm ngay biển đảo Đèo Rọ Tượng. Nếu đi từ thành phố ra Bắc thì qua khỏi nhà hàng Gió, đến sát biển đảo, tên đèo sẽ thấy nhà hàng nằm bên phải. Khi vào quán vì thấy nhà hàng chỉ để tên món ăn và không niêm yết giá, gia đình đã cẩn thận hỏi giá của các món. Nhà hàng tư vấn ăn cơm đĩa, một đĩa giá 50.000 đồng. Nhà hàng còn gì thì dọn ra cái đó. Nhà hàng đã dọn lên 4 đĩa cơm, mỗi đĩa có khoảng 7 đến 8 lát thịt heo luộc mỏng, một miếng thịt kho to bằng đầu ngón tay cái và một tô canh cá ngừ. Đến khi tính tiền, nhà hàng báo giá 4 đĩa cơm 200.000 đồng, 3 lon nước 60.000 đồng, tô canh 150.000 đồng. Chúng tôi không gọi canh và cứ nghĩ canh là nằm trong phần 4 đĩa cơm đó. Đang trao đổi thì chủ quán ôm nguyên tô canh ra, đòi tạt lên người chúng tôi và bảo không trả tiền thì cũng đừng hòng rời khỏi quán. Không những vậy, chủ quán còn xông vào đánh tôi. Lo sự an toàn của 3 con nhỏ, chúng tôi đã trả tiền đầy đủ rồi mới được rời khỏi quán. Khi dừng xe trên đoạn đường quốc lộ trước quán để dỗ dành các con, do các con của tôi quá sợ hãi nên đã khóc, thì chủ quán còn bảo một anh to con ra đoạn ném đá vào xe nếu chúng tôi không chịu đi. Mặc dù phải vượt qua mấy trăm cây số để đến Nha Trang, nhưng sau sự việc, các con tôi sợ hãi và đòi về. Cùng với đoạn thuật, chủ tài khoản còn đăng kèm một clip dài khoảng 12 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong quán bước ra với một tô canh trên tay và nói lớn: "Giờ mày có trả tiền không?" Sau đó người phụ nữ này dường như có hành động muốn tạt tô canh vào người quay clip. Sau khi câu chuyện được đăng tải đã có hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận, đa số đều rất bức xúc về hành vi chặt chém kể trên. Liên hệ với chủ tài khoản HG, anh TA xác nhận những gì đăng tải trên mạng xã hội hoàn toàn là sự thật. Trong những ngày Tết, mỗi đĩa cơm đắt hơn mấy chục nghìn, chúng tôi vẫn vui vẻ trả tiền. Nhưng việc ép chúng tôi trả tiền cho món mình không gọi, dùng hành động vũ lực để đe dọa an toàn của chúng tôi thì thực sự không thể chấp nhận. Anh TA bức xúc cho biết. Thành phố Hồ Chí Minh đình chỉ 2 cơ sở mầm non giữ trẻ sớm hơn quy định. Ngày 10 tháng 2, theo nguồn tin của phóng viên, Ủy ban nhân dân phường Thạnh Lộc, quận 12 vừa đình chỉ hoạt động với 2 cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn do đã nhận giữ trẻ từ ngày 7 tháng 2. Đó là lớp mẫu giáo Mai Khôi và lớp mẫu giáo Minh Thiện. Cả 2 cơ sở này đều thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12, nhận giữ trẻ từ ngày 7 tháng 2. Việc này là sai với kế hoạch đón trẻ trở lại trường của thành phố vào ngày 14 tháng 2. Ngay khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân phường Thạnh Lộc đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định đình chỉ 2 cơ sở này đến khi được cho phép hoạt động trở lại. Ông Khưu Mạnh Hùng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận cho biết, đây là lớp mẫu giáo tư thục đều có phép hoạt động do phường Thạnh Lộc cấp. Tuy nhiên, việc mở cửa nhận trẻ vào thời điểm này là sai, sớm hơn thời gian do thành phố quy định. Các văn bản hướng dẫn việc đi học lại của học sinh, các bậc học do quận 12 ban hành đều có ghi rất rõ các mốc thời gian theo đúng yêu cầu của lãnh đạo thành phố ban hành. Cảnh báo cướp giật, trộm cắp lộng hành trong ngày vía Thần Tài. Ngày 9 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác với tội phạm cướp giật, trộm cắp trong ngày vía Thần Tài, tức ngày 10 tháng 2 hay mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Công an thành phố cho biết cứ đến ngày vía Thần Tài, người dân lại đổ xô đi mua vàng vì quan niệm nếu mua được trong ngày này sẽ may mắn phát tài, phát lộc cho cả năm. Đây cũng là dịp các đối tượng cướp giật, trộm cắp hoạt động mạnh trở lại. Theo đó, các đối tượng tội phạm lợi dụng người dân mang theo tiền trong người, chen chúc mua sắm, thiếu cảnh giác để móc túi và cướp giật. Phần lớn các đối tượng giả làm khách mua sắm, ăn mặc lịch sự, tạo vỏ bọc tiếp cận người dân đeo túi xách, trang sức. Sau đó thì các đối tượng tìm cách đánh lạc hướng nhằm thu hút sự chú ý, đợi sơ hở của người dân để đồng bọn áp sát rồi rạch túi trộm cắp. Một số còn lợi dụng tình trạng đông đúc, chen lấn xô đẩy để ra tay với thủ đoạn là giật dây chuyền rồi tẩu tán cho đồng bọn. Hay các đối tượng dùng kim bấm loại nhỏ cắt đứt dây trang sức để đồng bọn chờ sẵn nhặt lên. Riêng với tội phạm cướp giật, các đối tượng sử dụng xe máy phân khối lớn rảo quanh tiệm vàng. Khi phát hiện người dân đeo túi xách, đồ trang sức thì áp sát cướp giật rồi tăng ga bỏ chạy. Nhiều đối tượng còn đeo bám hoặc cho đồng bọn theo dõi người vừa mua vàng đến địa điểm như khu vắng người, có đường cua, vừa về tới nhà dừng xe để mở cổng thì chúng áp sát và khống chế nạn nhân, chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng từ 8 đến 10 người, cả nữ, đi xe chạy lòng vòng. Khi phát hiện ra con mồi, chúng sẽ cho một số xe cản đầu nạn nhân, gian cảnh vụ đụng xe hoặc đánh ghen để nhắm vào nạn nhân. Sau đó nạn nhân mất cảnh giác, đồng bọn áp sát lấy tài sản rồi trốn thoát. Công an các quận huyện, thành phố Thủ Đức sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trong ngày này. Ngoài ra, người dân khi đi mua sắm cần nâng cao tinh thần cảnh giác với việc chen lấn xô đẩy vì tội phạm thường lợi dụng lộn xộn để trộm cắp, móc túi lấy điện thoại, ví cùng những tài sản có giá trị khác. Nâng cao ý thức cảnh giác, mọi người không nên mang theo nhiều tiền, cất các vật dụng có giá trị như dây chuyền, điện thoại đắt tiền, đặc biệt là các giấy tờ quan trọng. Nếu đi đông người, mọi người nên lưu ý đi sát nhau, nhắc nhở nhau cùng bảo vệ tài sản. Khi đi đường bằng xe máy không nên đeo quá nhiều trang sức, vật phẩm có giá trị. Người đeo dây chuyền vòng vàng đi xe máy cần cài kín nút áo cổ, không để lộ trang sức ra ngoài. Túi xách, đồ vật có giá trị nên bỏ vào cốp xe hoặc là móc chặt vào xe có ràng buộc kỹ càng. Khi bị cướp giật phải thật bình tĩnh, ghi nhớ nhận dạng đối tượng, loại xe, biển kiểm soát xe và chi hô để mọi người xung quanh trợ giúp. Sau đó nạn nhân cần gọi điện hoặc đến ngay công an gần nhất để trình báo.